Xin chào quý khán giả của 100 episode. Ngày hôm nay thì mình có đem cua gì để cho mẹ tính. Mẹ ăn cua không? Không biết ăn nè. Gà một cái rải ràng luôn rồi chứ. Được tận tận nào cũng đây. Ông chưa con báo về mà hổ con đi hoài luôn á. Đấy à. Định đuổi con đây nè. Mày mua cua về mày đây với đi. Đây. Đây là Tâm lẹ mua cua hải sản Hoàng Gia nè. Đây. Con mua cua. Đại bự không mẹ? Đang mua hết một con gì mà. Con cua. Nó chết đất rồi ngay. Chưa có chết nó còn sống. Nó còn sống. Còn sống mà không thử nó kén mày cầm. Kén gì nữa? Này chết thuốc tê nó phê hết rồi. Chết chút tê vô cho nó phê á bè. Chết chút tê vô cho nó xỉu. Nó hiện giờ nó đang xỉu nè. Dậy. Mày. Mẹ. Mẹ cua này mẹ. Đây Tâm mua năm con cua. Đó năm con cua là hôm bữa đó mẹ. Con tôm hùm á. Hôm tới đó mình đạt mà nó có một con rồi còn có một con cuối cùng là vô cũng chửi nữa. Ai chửi? Không, người ta chửi người ta kêu sao rồi giàu. Giàu có mà mua cái một con tôm về nghe nhịn mẹ mẹ công bằng mẹ nói đi bữa con tôm nó ăn nẩu không? Không một con tôm ăn không nẩu. Hai quý con giả nói chung là hăng mát thì con cái đảng nó làm vậy chứ. Rồi chị bị que đây nói thiệt mua con cua vậy là mình không có thể nào mua được nẩu hết á. Thiệt á, nói thiệt. Chứ mà người ta kêu con là cái giàu có mua cho mẹ có một con rồi. Trên đó dậy nó kéo cái tay. Mấy mẹ con ăn. Dậy nó kéo cái tay chết nha. Còn nữa nè mẹ. Tôi đi vô khách thôn. Tôi đi vô nhà hàng. Bê bê đưa cái rổ đỏ gì hả bê? Vô nhà hàng anh phô em không thấy bụng con cua vậy á. Trời mẹ mà con cua này nó bự lắm. Thì khăn mà nó nặng trịch thì. Trịch mà. Giả dụ đen vậy á, ăn đem mặt đi về Sài Gòn. Đi chứ thuốc tê là con đem. Con mua từ Sài Gòn về chứ con đem vô Sài Gòn chơi nữa. Con mua là trước con cũng mua ở hải sản Hoàng Gia nè. Nhưng mà cái bữa đó là cận Tết. Bữa đó là cận Tết cho nên là chỉ còn đúng một cái con tôm hùm đó là con tôm hùm Tây Úc. Đây là cái gì đó quay rồi nó rất là hiếm, rất là mát. Cho nên là chỉ có một con một là trở về đây luôn. Người ta vô người ta kêu con giàu có sao mua có một con tôm mua phần. Ừ giàu lắm, trăm còn không dám mua ăn nữa thiệt á. Nói cho chứ khổ lắm quý. Này mùa nam con cua này cũng là tiền công, cua này là cua. Cua kế á, cua kế hả nè. Cua kế là cua gì? Cua kế giờ không có cua được. Cua kế đây nè. Sao mẹ biết đó là cua kế? Đây nè, yếm lên đây nè. Cua kế hả nha. Đâu có, con này cua đực rắn á. Cua ba đê. Ba đê là nửa kế nửa đực. Đây là cua lên đó mọi người. Cua rất là ngon. Cua này gọi là cua nâu hay là cua kế cái yếm nó tao yếm mình đâu có cá đâu mà. Nè không có nè, đúng rồi. Con cua này ở bên nước ngoài mẹ cua. Cua nâu hay là thôi bây giờ mình đi mình rửa cho nó sạch sẽ rồi mình sẽ chế biến nha. Thật ra cái món này thì chế biến cũng là hấp thôi chứ biết làm gì mẹ nói cái nào ra hấp nè. Đây con. Đi làm đi đi được ai bỏ người bỏ con em không thấy nhá. Chứ rồi nữa. Dạ mình sẽ chế. Rồi bây giờ mình sẽ rửa nó mình chế biến nha. Rồi. Thưa quý vị là mấy con này là mình sẽ tầm cháy tỏ quá. Này nọ cũng rất là ngon nhưng mình không có thời gian nhưng mình cũng không biết làm, mình không phải đầu bếp tao mình hấp cho nó lẹ. Hấp thì mình nghĩ là cái thịt nó sẽ ngọt hơn. Và bây giờ là sẽ là hấp bia. Mình cho nó vô. Mấy con này chích tê hết rồi. Và nó chưa hấp tê đâu quý vị. Trở về tới đây là phải chích tê nó chứ không mà để nó chết. Phải chích tê nó. Giờ mình chế lon bia vô. Dụ lên lấy lon bia đi Dụ. Múc khe lon vô cho nó sững cơ. Hấp cho nó ngon. Hấp bia nha. Này mình sẽ hấp bia nha, rửa sạch sẽ xong rồi bỏ vô nồi 5 con bự chả bá luôn. Ủa bên đây cái bếp bị ơ mẹ. Đâu có được rồi mẹ. Không xe được mẹ. Hấp khe lon bia là ngon gì đâu mà. Nhà mình đang đơn giản tao chứ bây giờ mà biểu làm cái biến cái này nó đem xuống nhà hàng á. Đem xuống quán của Vũ này biểu vợ Vũ làm cho tôm cháy cái gì cua cháy tỏa rồi thôi chứ bây giờ ở nhà mà tao làm cái đó nó hết thời giờ, nhà tôi đang sửa nó không có thời gian nhưng mà tao nghĩ làm nhà là ngon rồi. Cái nát của nó ra mẹ đây đây nát lẹ rồi bây giờ mình sẽ chờ một xíu nha rồi mình sẽ quay ăn cua.
Đó, nam con cua là nam người, mỗi người một con, em ứ hừ hừ luôn. Chờ xíu nha. Món cua nè. Đó, mà từ nhỏ tới lớn bữa nay mẹ mới thấy con cua dài đây. Xì khóm gạo hay tâm tư là được phi ship kim mua xì khóm gạo. Một cặp kem body là em xem còn một cái bạc nha. He tại hồi chết nhỏ em xem còn. Như bọn của Trâm với Trâm là mua về tặng cho mẹ tính hay cho biết. Đỡ tội nghiệp. Còn không, mình mua cái tiếp to đi. Chưa bao giờ thấy con cua dài á. Mình mua tiếp to đi, ngày hôm nay Trâm xem còn 180 ngàn luôn. Mua tiếp to nha, mình xem luôn nha. Tiếp to là he cho mình nha. Hôm sáu, sáu hộp rồi, ok chị luôn. Dạ, mọi người ơi, mọi người mua lô ribi đúng không? Mua ba hộp lô ribi em tặng cho một tiếp tại. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cua ra nha quý vị ơi. Đây, cua nào em quay qua đây, em quay qua này kêu. Đây, kìa mẹ. Đứng vô đây cầm con cua này mẹ. Con cua này nó là cua nâu ấy lần cho nên là nó không có ra màu đỏ được đâu cho mọi người, nó là cua nâu mà. Ở biển mình không có nhỉ, mày thấy mẹ. Mẹ cầm một con, mọi ai con đi. Trời ơi, mà nó bự mà nó nặng trịch thì chắc thì không này nè. Không á, rồi chụp hình nè. Chụp đi. Một. Rồi, để lên năm. Rồi để mà mạng để hả? Đây nè mẹ, để con đây nè. Này là mình nắp tia. Mỗi người một con à. Hát nhà ăn ngon. Con mặt từ hồi nhỏ nó lớn rồi đó. Nhà mình 5 người, Vũ, Kiều, với Phim, Bi, mẹ tính với Trâm mỗi người một con. Giờ là để cho Nguyễn thì bé Kiều một con. Để Kiều quay sang rồi Kiều sẽ ăn riêng nha. Chứ để Kiều nè, để quay Phim một con. Ok chưa? Chào Vũ, con ngồi đi. Dạ dạ. Không được đâu, để kia nó quay, nó biết quay. Em không biết quay đâu. Không sao đâu, một hồi nó bỏ cũng ngang mà. Ai vô. Lấy cái chén nhỏ ra, sợ nước mắm ra. Có rồi mẹ, được rồi. Vũ làm chén nước mắm đi quý vị, rồi chén muối. Đây, chén ra nữa này không? Ủa? Không quay người ta cho muối mà. Trời ơi, muối đặt trong tủ lạnh, trời ơi. Ủa, rẻ sẵn Hoàng Gia người ta cho muối. Coi là để đâu ăn á. Những cái bịch á. Trời ơi. Ơi, thiệt tình. Tao vô đi. Vũ với mẹ tính rồi vô luôn rồi, Vũ với Mi ngồi bên đây luôn đi. Bây giờ mỗi người một con á. Trời ơi, mô Phật chắc ăn tới nào luôn á. Mỗi người một con nha. Đây, đây là cua nâu ấy lần. Lần đầu tiên mẹ tính được ăn luôn cua Bi, mỗi người một con á. Ăn đi con. Nè Bi. Thì ăn muốn ăn thôi là thôi. Ăn cơm luôn cũng được nữa. Lấy ghế, lấy ghế nữa thôi. Để bà quay phim ngồi với ăn sao đi, không sao đâu. Thì con ăn đi. Trời ơi, mẹ bút một con dưới rồi luôn. Thịt ra đây. Chắc ăn tới nâu luôn quá. Con mặt từ hồi vừa ra. Năm mươi mấy tuổi mẹ tính mới thấy con cua đây. Con cua này thịt luôn á trời. Nó nảy nó mập. Thôi nó mập chắc nó mập hơn luôn nè. Wow. Chắc ăn luôn cái này nè. Không, ăn bóc luôn đi. Ăn cua ăn bóc mà. Thôi ăn bóc. Rồi ăn đi mỗi người một con, rồi để em kìa một con sao? Vũ mỗi người con đi Vũ. Ăn đi con. Ăn đi chứ không cáo đâu con ăn. Mà cả nhà. Ăn đi em. Rồi với cái kiểu này sao không sao đâu. Mà quý khán giả ăn với mẹ tính trên ghế này. Ngon không con? Trời nó ngon với mẹ, nó ngọt mà nó ngon giảm ăn. Mua Phật cái gì nó ngon mà qua mai rồi á. Không em ăn đi, Kiều nó biết quay. Em không biết quay đâu. Mua nó ngon. Quay cận nữa nha bé Kiều. Nè quay cận mẹ, cái này chắc lấy cái chài cho mẹ, nhà mình không có đồ đâu. Đây cái chài nữa. Nè quay cận Bi nữa nha, ngon ghê luôn á. Ủa ngon quá, chắc nó thèm nữa đâu á. Gì mẹ? Chắc kìa ăn mà vừa nó thèm nữa đâu chứ nó ngọt có thịt nó ngọt thiệt nha. Ngon quá. Nè, bả ra con, nè đập đây con nè. Nè, ăn đi mẹ đưa cho nè. Đây mẹ đập nha. Đó ăn. Mẹ biết ăn không? Mẹ biết ăn chưa? Biết ăn chưa? Biết ăn.
Đây còn thịt chân. Ăn chị đi bỏ một miếng cháy. Nhà không có cái hết trời ơi. Bi sao bi không tự đập đi. Để mẹ đập cho thôi, mẹ lớn rồi. Ok. Cái này thịt thao có thịt nó ngon, nó ngọt. Thịt này mà nó chót ăn một tép nữa, nó ngon. Cua không kìa. Ngọt lắm quý vị. Cua đúng ngon quá. Chắc thịt nữa. Này cua no lần. Nó chát y như là con gì, con tôm hầm bữa. Lần sau con mua cho mẹ con cua Alaska. Nó mát quá bể đây con. Ừ? Mát quá mà. Con giàu mà ơi, mẹ lo gì. Vậy để người ta nói con giàu không cho mẹ ăn nữa, mệt lắm. Nha. Lần sau mình sẽ mua cho mẹ một con cua Alaska bự. Nó nhìn nó như con nhấn nhặn vậy đó. Ngon hay dữ vậy. Thôi bây giờ mình sẽ bẻ hết ra. Này là mỗi người đúng một con luôn quá trời. Nha. Phải đặt mình nữa mẹ. Thì cả đàn đó thích kêu ham mại nó cái gì mình nói thiệt, cả đàn cũng ăn được con cua này. Ngon á. Ngồi nếu mình ăn xong rồi á, bây giờ quay phim quay rồi quay phim thải nước miếng. Nhờ cái mình quay xong rồi có quay phim ăn cái mình thải nước miếng lại. Vậy á thì ăn thì để nó. Nhà ở trên cua cho nên không có cái đồ bấm cua. Chết cha rồi. Nên đập đỡ ra cái này đi. Ừ. Ngon ghê. Anh này có con đang đây còn nè con này. Đó, còn á, ăn. Nhập bơ ăn nhập cho. Thì cái tùm lum lấy nha, chứ đừng bỏ nha con. Nằm vẫn còn. Ngon tim ăn không ạ? Đúng là mẹ tính năm nay mới làm 60 tuổi rồi mới ăn nè mà. Nè, qua thịt nè. Chấm nè miếng. Thôi bây giờ mà ăn đây cỏm ăn cái em với lợ gì đó. Chủ Hoàng Gia đó. Với lợ... Thế Tổng Hoàng Gia. À, Sổ Hoàng Gia đó. Tại con mua hay con mua đó mà. Đấy, tàu nghiệp. Nhưng mà bán giá cũng tốt lắm. Bán giá cũng được. Còn cái đem về với thao cháy. Không biết là ai, không biết chừng nào mà ăn con cua này. Mua cho mẹ là cũng như là con như lần đầu tiên con được ăn luôn á. Chị cũng lần đầu tiên mà. Không phải ý là con định mua cua về ăn xong cô nó giới thiệu nó nói là anh nó nói là cái cua này ngon lắm ăn được đi nè thà thào nó ngon thiệt á nó ngon gấp mấy lần nó cua ở chợ mình mà con gì cũng gãi con gì đó mua cua này cua Ellen đó mẹ giỏ không bẻ mạnh tay mạnh chân lên đàn ông gì mà yếu ớt ghê á sợ ghê lắm ghê đâu mà ghê nó mỏng hơn nó xíu mà. À, bây giờ Tâm sẽ mở con cua bên trong đây cho quý vị coi nha. Tâm ăn hết một cái càng rồi đó. Trời ơi. Ngọt quá. Ngọt ngọt mà còn nghe mùi bia nữa chứ. Ăn xong có khi nào xỉn không trời. Đây quý vị giờ mở con cua ra nha. Ô trà mẹ thao. Nè mẹ tính kìa. Nó gạch nè. Ô thao thao thao. Ô thao thao. Nè. Ừ. Cái đó không phải gạch đâu. Cái gì con? Cái này nè. Mẹ ăn cái này nè. Ăn đi. Mì đĩa mì ăn đi con. Nè của Trâm nè quý vị. Trời ơi của Bi nó có trứng có gạch luôn ngon ghê không. Của Trâm nè. Ăn đi. Mẹ hấp đi. Đó. Của Trâm nè con này. Của Bi ngon ghê không. Bi ngon. Bi có trứng đó nè. Cái miếng trứng nha. Ăn đi con. Ăn đi chị em con hấp ăn. Ăn cái này đáng quá. Đáng này nè mà. Trời ơi ngon rồi mà cứ đáng nào ơi. Ông làm cái ăn. Không muốn đánh quá được á. Đây, con cua này, quá ngon luôn. Ừ, cho con có thịt này, ăn nó còn này. Mẹ cứ để cho em ăn đi mà, mẹ ăn đi mà. Lớn rồi mà tập cho quen đi chứ. Cái gì cũng mẹ hết trơn á. Ăn cua cũng để cho mẹ. Mẹ rửa. Rồi, Bi cầm cái này đây. Lấy cái muỗng giúp cái này ăn đi, xong rồi bẻ đôi con cua ra. Bẻ nó vậy nè. Bả rửa ra con. Rửa ra thịt ra ăn, lấy cái ta rửa ăn. Muốn rồi ta. Muốn không? Ừ. Ngon. Nè Bi. Thấy không? Ừ, chú vị coi nè.
đúng ngon luôn á quý vị. Cua ngon quá. Trâm cũng lần đầu tiên Trâm ăn cua này luôn. Chào ăn Alaska nha mẹ. Con nó khoảng mười mấy triệu à. À mẹ ăn không? Mẹ quăm. Chứ mà nó ngon rồi, nó mát rồi đúng rồi. Mà mẹ ăn không? Không, mát không. Ăn đi mà. Trời ơi, cái thịt chỗ này nó dày quá, nó vừa không bẻ ra được luôn á. Vậy là mẹ bẻ cho không? Đâu, cứng á, mẹ bẻ được không? Bẻ thôi, bẻ đôi á. Trời ơi, mẹ tôi, vũ sĩ. Nó dám chùi miệng cho kêu bơ. Anh quay phim anh chả nước miếng quá rồi quý vị. Đào mẹ. Giờ sao giờ? Giờ hồi nước bạn ăn sao? Chút nữa ăn không? Chưa cho rồi mà. Vũ chắc... em ăn lẹ đi chứ con của em nó bự lắm luôn á Vũ. Dạ. Trời ơi, bự y như con này á. Ừ. Con không, con 3 năm con nào cũng bự ngang nhau. Cái này nói giả. Bự là bự hai đứa này đó. Xứng luôn anh. Mang con nào cũng bạn mà. Anh kén đi Bi. Ăn cái này chắc ăn tay thôi chứ ăn gì nữa. Ôi trời là cái gạch của nó nhiều, dã man. Lấy gì Bi? Ngủ á. Quý vị chị làm vỗ á, làm có nó quá nhiều luôn á. Đi làm gặp bọn gặp bà về mới có, không thấy anh bắn đãi cho chị đem gì cho mẹ con ăn cho biết. Mày quá, bắn đúng giá hay bắn rẻ gì trời. Con của con Bi nó có trứng nè, đỏ lồm luôn, đã ghê luôn á. Con em không có trứng à. Buồn. Con em có trứng nè quý vị. Nó cho lâu lâu ăn thôi, nó ăn hoài luôn. Không có tiền đâu ăn cho nổi con à. Tiền đâu ăn. Nói giàu giàu chứ giàu tùy người thôi, chứ người ta ăn cao sân mỹ vị quen rồi. Còn mình lâu lâu mình ăn mà, nhưng mà lâu lâu ăn là nó ngon. Ừ, ngon quá. Nhưng mà cái số tiền mình bỏ ra để mình nhận lại là một con cua ngon thì nó cũng xứng đáng mà. Đây chắc bà Kiều cũng lần đầu tiên ăn luôn. Phải không Kiều? Dạ. Lần đầu tiên con cũng ăn luôn ha. Dạ. Tất cả đều là lần đầu tiên. Mấy cái muỗng, em mấy cái muỗng đi. Muỗng ăn thôi. Thấy muỗng chứ cái đó đi rồi mẹ bẻ cho. Tay mẹ mạnh lắm, tay mình yếu. Cái này là ăn được á, mày bỏ đâu nha Bi. Ừ. Như này mà ăn nữa. Trời ơi, Vũ ăn đi chứ em ngồi em gặm mấy cái chân vậy. Đó là ăn đi rồi ăn cua con. Thì cái chân nó ngon nhưng Mỹ là em gặm thịt đi chứ để nó nguội. Ai tới tấu luôn hát con cua đó. Nè quý vị coi mẹ tính nè. Một đống xương luôn rồi đó. Nó thích ăn mấy cái con. Bỏ uổng không? Ăn cho hết chứ bỏ uổng thiệt á. Vũ nó cũng đón ăn cho hết thiệt á chứ bỏ uổng. Cái gì Vũ? Hay mẹ. Ngọt kia luôn á trời. E kêu nhà mình nhà quê mình chịu chứ mình nhà quê thật sự mà. Lần đầu tiên mình ăn con này mà. Cua rồi mình ăn hoài chứ còn cái này mình lần đầu tiên. Xong hết rồi. Rồi nó ngon. Nằm một tài cái gì vậy? Đó, ăn đi. Nó ăn mà nó bét mẹ, nó bẻ cho nó nữa. Á lửa thì cho ăn nữa đâu không? Vũ ra nghiên cứu biết bẻ sao. Bẻ hai cái con ra, xong em lấy cái ốp này nè, cái con nào bạn gặp này nè. Để mang giống chị nè. Dạ. Em ăn sạch sẽ luôn rồi nè quý vị. Ngon mà. Ồ ngon. Một quà mà nó sống nó ngon nữa con nè. Nó sống rồi mẹ bị gì vậy? Nó quá chích tê. À. Vậy nó cà đừng cua. Người ta chích tê mà. Cua vận chuyển đi đâu á là phải chích tê. Ừ. Cho nó tê tê, nó phê phê. Bây giờ có thuốc, có thơm đi đủ rồi. Ăn đi với con. Dạ.
Thôi, Vũ chờ quay phim ăn á. Dạ hào gặp số một cuối con. Không giữ con tắm con tàu đó. Thôi, chào khán giả đi mẹ. Để mọi người nhìn mình ăn kỳ lắm. À, mà tính chào khán giả nha. Wow, cua ngon quá. Mẹ nghe không? Thao thao, ăn làm dài với lâu lâu. Con vô đi, con xếp về cho tám con. Nó mát quá. Ăn cũng nấu. Kệ mình ăn cho biết chứ người ta. Ăn dài biết được rồi quý khán giả. Trời ha. Mình chào cả nhà nha. Lần khác mình mua con cua Alaska cho mẹ mình ăn. Mình sẽ quay clip tiếp. Mình mua mình mấy triệu á. Không dắt xe của mẹ mình đi bán. Mình mua. Mình dắt con bò chứ. Mình chào cả nhà. À, chào em ạ. Tính chào nha. Chào cầu quý khán giả nha. Bây giờ đi kìa. Bữa mọi người nó bi không qua đồng kìa. Nó vậy ấn mà. Vũ cũng vậy. Vậy không á. Bye bye. Vậy gì không?